Ủa bữa nay ông ăn món gì mà dài dài vậy? Ơi, bữa nay mua nguyên cái đuôi heo về. Người ta nói ăn cái khúc nào mà dư dư á, của con heo á là nó bổ cái khúc dư của mình lắm. Tại nay mua nguyên cái khúc dư con heo, ăn bằng bồi dưỡng cái khúc dư nó bổ bổ mới được. Rồi cho ông khúc dư nè. Bà làm cái gì vậy? Thì tôi cho ông biết cái cảm giác khúc dư giống tôi vậy đó. Bà nhớ bà đi, tôi sẽ trả thù. Giờ làm gì tự nhiên bà ngồi bà làm gì vậy? Nhỏ nó đòi chơi bong bóng, người tôi thổi mấy cái cho nó chơi nè. Thổi thì sao? Thổi đương nhiên cứ thổi chứ thôi sao. Ông làm gì vậy? Đè vô cái thớ không nổi luôn à. Bà nhớ hả không? Bà nhớ không? Không, cái cu dư á, bà thảy vô một cái cũng tới cũng họng á. Bà nói biết cảm giác, giờ tôi cho bà biết cái cảm giác á, khi mà bị ép vô vậy đó, thở không nổi á. Ông tào lao binh gì đâu. Cỡ gì? Cỡ gì? Ép vô, thở gì nổi thở. Bà ơi, cái gì vậy? Bà ăn cá lóc nướng chui không? Ngon cực kỳ luôn nè. Gì cái lóc gì đen lùi huy ớn quá, không ăn đâu. Chứ con cá kia nó cũng đen mà nó có mùi nữa, sao bà ăn mà con cá này mà bà không ăn? Con cá kia đâm được, con cá kia đâm được, con cá này giờ nó mềm ủi gì đâm nhắm được không? Không sống được. Cá kia đâm được thì tôi khoái ăn, còn cá này thôi tôi không ăn đâu, ghê quá, không ăn mình đâu đi. Dở. Bà lắc tôi mà không ăn. Dở. Thôi đi bà, dành mà ăn cá kia đi. Thôi. Không gì, xài cá lóc Việt Nam đi. Cá lóc Việt Nam xài à? Trời ơi, đi gì theo xài. Trời bà nắm gì mà giống. Bà nắm giống. Giống bà nắm của tôi quá vậy. Trời đất ơi, Việt Nam tôi phải xài rồi. Ông làm gì sáng ngày thẫn thờ vậy? Làm không có được cái gì hết trơn, đầu óc đi đâu vậy? Tôi nói bà đừng buồn á, chút nữa bà cho tôi 100.000 được. Gì à? Sáng ngày cho tiền uống cà phê rồi, đồ ăn đủ, việc nhà đầy đủ tôi lo hết rồi, ông xin tiền nữa làm gì? Trời ơi, sáng ngày uống cà phê, gặp bạn nó ngồi nó đố câu đố. Mà nếu mà giờ tới chiều á mà trả lời được á là nó thua 500.000. Mà trả lời không được là nó lấy 100.000. Cũng đâu dễ ăn. Mà nghe câu đố gì kỳ quá, tôi suy nghĩ hoài không ra. Chắc giờ tới chiều phải cúng cho nó 100.000 á. Câu gì đâu, nói thử tôi nghe coi. Câu đố á, nói con gì, nó ăn con gì, mà nó ói ra, mà nó no tới 9 tháng trời. Mà càng ngày nó càng no nữa chứ. Nó đố gì con gì kỳ cục đó, giờ tôi chưa biết con đó là con gì nữa. Ông bắt máy, ông điện qua, ông kêu nó đưa 500 ngàn liền đi. Bộ bà biết con gì hả? Con chim á cha. Ờ ha. Vậy là thằng này nó đố vậy. Mà mình tưởng nó đàng hoàng. Vậy là con chim, nó ăn con cu, rồi nó ói ra. Thằng này ăn bầu là cái bụng nó no. Trời ơi, thằng này thiệt tình. Sáng ngày ăn cơm gì không ơi? Ăn. Tôi hỏi ăn cơm cái gì? Tôi nói là măng. Tôi hỏi ăn cơm cái gì mà giờ này mà măng? Măng đâu giờ này? Tôi nói là măng. Nghe không rõ à? Măng nguyên viên không đã gì? Măng nguyên viên không đã gì mà giờ này măng? Tôi hỏi ăn cơm cái gì? Tôi nói măng là măng xào ăn cơm. Lo cắm cái điện thoại không, không có nhìn qua đây. Chứ giờ này mà măng cái gì? Trời đất ơi, măng xào hả? Vậy mà nãy giờ tôi tưởng măng kia. Đồ óc bà phong phú quá. Giết phụ xào măng ăn cơm nè chị. Chị ngồi bấm điện thoại hoài. Ông làm gì Tết nhất ông chở mẹ con tôi đi đâu hết á. Thấy người ta chở gia đình ta đi chơi thấy mất ham. Ông làm gì mà ông nằm gầu vậy? Một năm có cái Tết Tây đó. Mà sáng sớm á, bà nện cho cái thao đồ cái từng lễ bà mới giặt. Quýnh cho đóng chén đêm hôm nhậu tới sáng. Đồ lấy ngang vậy cũng nhanh đi. Quay ngang bà đi chơi đâu mà không bà, bà lụm đâu dòng túi tép mà chít 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 về cái bà giục đóng đó, cái bà bắt tôi lặt từ hồi sáng tới giờ mới cái nghỉ ngơi được chút. À, như tôi nghĩ đúng là kiếp trước ông là trâu hay gì á. Ấy ban ngày tôi cho ông cài nhiêu đó đó.
cho ban đêm á, ông đỡ có cài. Ai về ban ngày tôi cho ông làm từ sáng tới chiều vậy đó, mà ban đêm ông cài một cái gấp đôi ban ngày luôn, cài một cái gấp đôi ban ngày luôn. Rồi nhóm ai mà chịu cho nổi không? Đấy, đất của bà kìa, cài hoài nó hết cỏ, bởi cài hoài nó vậy đó chứ ai muốn đâu. Thôi đi vô làm đồ ăn cơm, nó xàm 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 gì không. Alo. Dạ anh, hồi sáng anh qua nhà em anh coi cái chỗ đất đó rồi anh làm cái nhà vệ sinh cho em được không? Làm thì cũng được đó chị ơi, nhưng mà có cái là cái giá nó phải mắc hơn cái nhà cái bên hổm nha. Cái chỗ chị nó không có bằng. Thì anh coi làm sao đó mà tôi ị được á. Rồi anh ăn nhiêu anh ăn? Tự nhiên chị nói chị ị rồi tôi ăn là ăn cái gì đây trời. Ý của tôi nói á, anh làm sao anh làm mà miễn tôi ị được á thì anh ăn như anh ăn. Chị nói có văn quá một chút, tự nhiên chị nói chị ị rồi tôi ăn, tự nhiên chị nói chị ị rồi tôi ăn là ăn cái gì đây trời. Ý của em nói á là anh làm được cho em cái nhà vệ sinh đi, rồi á em đi được á, rồi anh ăn nhiêu tiền anh ăn. Trời ơi, sáng ngày tôi chưa ăn cơm mà nghe chị nói một cái tôi hết ăn nổi luôn. Thà chị nói đàng hoàng rõ nét đâu chữ vào nấy. Trời ơi, chị nói ngắn tắt người ta tưởng đâu là chị ị tôi ăn không à. Có từng này tôi qua tôi làm cho chị, đừng nói là làm rồi cái tưởng nó là làm xong rồi chị ăn anh ăn như anh ăn là chết tôi đó nghe. Rồi nãy giờ ông xịt đám ruộng xong chưa mà ông ngồi ông thở dữ vậy? Xịt mệt muốn chết. Phải thở chứ sao? Dạ tôi thấy ông mới xịt chắc khoảng 15 phút đồng hồ chứ gì. Mà ông than mệt thôi là mệt hả? Còn cái miếng ruộng kia ông xịt cái tiếng đồng hồ, ông xịt cái tiếng đồng hồ, tôi có nghe ông than mệt miếng nào đâu. Miếng ruộng này nè ti á lội khoảng 15 phút nó cũng ra mồ hôi nhưng mà nó mệt, còn miếng ruộng kia ti thời gian nó dài nó cũng ra mồ hôi nhưng mà bù lại nó sướng, thành ra không dám la. Đổi lại thở mà nó không có mệt. Cái gì ông nói cũng được tên à. Về nè, ngồi đó thở hoài. Sáng sớm điện gì cha? Nhậu hả? Mồi màng gì đâu nhậu. Gì? Mày nghe bà bán đồ ấy nói là vợ tao sáng ngày mua khô mực hả? Cho tao hả? Có không đó? Rồi rồi để vô coi có cái tao điện qua nhậu. Còn mấy lon bia trong tủ á. Rồi vậy nha. Em ơi, buổi sáng ngày mua có mua khô mực cho tôi hay vậy? Có nè, sao biết hay như vậy? Mới về tới chưa lột cái nón ra, biết rồi. Hay quá ha. Có mua nhậu rồi. Đánh mùi, đánh mùi, đánh mùi. Gì đánh mùi đây? Khô mực đâu? Gì khô mực đây? Khô mực là chi mà? Mà. Sao mà nó khô mực? Ta con người ta nói có văn hóa là ta nói khô mực, chứ có văn hóa chứ không lẽ là nói quần bé, quần lớn. Rồi rồi, chị tôi hiểu rồi. Ăn rồi buông ra cái liên tưởng lọc. Lộn. Nè, qua đây nhậu nè. Khô mực của mày nè, nè. Mày nghe dắt hơi dắt hết rồi mày nói có khô mực nè, qua đây ăn nè. Ăn ăn mày nhai tới chiều chưa hết hả? Mệt gì đâu. Mới sáng sớm mà ngủ rồi.